Rồi, hai xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay TT cũng có vài con điện thoại cũng muốn giới thiệu cho anh em luôn. Thì mong rằng anh em xem được con nào á, thì anh em cứ liên hệ với TT qua cái số điện thoại mình để phía trên màn hình anh em ha. 0963 595 262. Và đó cũng là cái số Zalo của mình luôn á. Thì anh em ở xa thì cứ yên tâm, khi nào anh em nhận hàng á, thì mình được quyền mở hộp, kiểm tra máy, test máy, ok hết thì thanh toán cái số tiền còn lại cho TT. Và anh em phải cọc cho TT bằng một cái cạc hoặc chuyển khoản trước cho mình 50 hoặc 100 thôi. Tùy anh em, 50 cũng được, 100 cũng được. Đó. À, bên mình thì ship toàn quốc cho anh em nha. Anh em ở xa cứ yên tâm. Đó. Rồi những cái phụ kiện thì mình sẽ tặng cho anh em là những cái con điện thoại á, đều là bộ sạc hết. Và có những con mình sẽ tặng ốp lưng cường lực ha, và những con điện thoại 2 triệu trở lên TT sẽ free ship cho anh em luôn nha. Rồi, thì bây giờ TT sẽ giới thiệu cho anh em ha. Đầu tiên anh em ha, là một con Xiaomi Mi Max nè. Con này là bản RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình rất là to luôn. Đó. Con này là pin tới 4.000, pin cao nha anh em. Con này là pin 4.800 ha. Pin tới 4.800, là màn hình, là màn hình thì rất là đẹp, màn AMOLED nha. Đó. Con này thì ok hết. Chip nắp lại cao, con này chip nắp hình như là 6 636 hay 625 gì đó. Nói chung chip nắp cao, nói chung là cũng tương đối ok á. Màn hình lại to, vân tay còn đầy đủ. Con này thì vỏ thì cũ theo thời gian tí xíu anh em ha. Đó, viền phức thì nó hơi cũ tí xíu nên mình để con này để lại cho anh em giá 1 triệu tư nha. 1 triệu tư đây là số 1 ha. Và số 1 mình cũng có còn hai con nữa nè. Đây. Đó. Mi Max, rồi giờ tiếp tục là Samsung J6. Samsung J6 thì mình có hai con máy zin đét luôn nha. Một con màu đen và một con màu vàng gold. Đây, vỏ zin cũ theo thời gian nha anh em. Đây còn email này anh em thấy không? Còn email theo máy nha. Đó, ví dụ anh em không thích vỏ anh em không thích vỏ cũ thay vỏ lô. Đó. Hỗ trợ anh em thay vỏ lô luôn thì anh em hỗ trợ mình một nửa tiền. Đó. Máy ok nha, tại vì những con này á thật sự luôn, màn zin vỏ zin thì mình để cho anh em xài chứ mình thu lại từ người dùng thì thay vỏ, thay vỏ là cũng mất công lắm anh em nha. Có sao mình bán vậy thôi. RAM 3, bộ nhớ là 32, xài được 2 sim, xài được 4G, pin là 3.000. Thì máy full hết mình để lại cho anh em giá là 1 triệu tư nha. 1 triệu tư đồng giá con màu đen và con màu vàng gold vậy. Màn hình to nha anh em, con này màn hình AMOLED luôn ha. Đó, xài được 4G rất là ngon nha, thích hợp anh em mua về để mà nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube là quá ngon luôn á. Rồi, tiếp theo là một con Nokia nè, con số 2 nha. Số 2 là Nokia 5.1 LED. Con này là bản RAM 3, bộ nhớ là 32, 4G, pin là 3050. Rồi, con này thì TT để lại cho anh em là 1 triệu 2 chẵn thôi nha. 1 triệu 2 chẵn nha, RAM được cái là bản RAM 3, bộ nhớ 32. Đây, cáp sạc Type-C nha anh em, con này là cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh luôn ha. Cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh, máy ok hết á. Ngon lành cành đào, thích hợp nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube đồ ngon. Pin là 4.000 luôn ha, pin là 3.000, xài được 4G. Đó, màn hình 5.5 inch nha, màn hình tay thỏ rất là đẹp. Rồi chốt lại cho anh em nha. Rồi mình có một con mới về nè anh em. Samsung Note 20. Đây. Samsung Note 20 ha. Con này là RAM 8, bộ nhớ là 256. Màn hình là 6.7 inch, pin là 4.300, chip thì con này là chip Exynos nha. Chip Exynos 990 ha. Con này thì zin từ A đến Z luôn nha anh em. Còn con này là còn zin app luôn nha. Còn zin app cho anh em luôn, bao anh em test ha. Đó, zin hoàn toàn, máy máy mình thu lại từ người dùng nha. Chưa bổ máy, chưa làm gì hết. Đây. Cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh nha. Nói chung là máy full từ A đến Z cho anh em. Anh em mà mua mấy con này về xài thật sự rất là ngon, cam thì khỏi phải nói rồi ha. Được cái là bản 256GB, quá ok luôn. Con này là về mình xài YouTube, mình quay YouTube, làm vlog, làm video này, làm idol TikTok gì đó cũng ngon lành gần đào. Rồi, con này là cái vỏ này nè, anh em thấy người dùng họ xài cái vỏ, cái miếng dán zin theo máy luôn nên nó bị chày nè. Anh em không thích thì tháo ra ha. Này, mình tháo ra là mới ken cái màng luôn nha. Đó, cái này là cái miếng chống chày thôi nha anh em. Máy cực kỳ ok. Còn zin app nha, máy này là còn zin app luôn, cho bao anh em test. Nếu mà không zin app anh em có quyền trả lại máy lại cho TT. 9 triệu 7 nha, 9 triệu 7 cho anh em xài ha. Rồi con số 4. Số 4 thì mình có hai cây. Đây, một cây này là Samsung J5 nha. Samsung J5 màn hình là 5 inch, RAM 1.5, bộ nhớ 8, pin là 2600. Con này màn AMOLED nha. Con này màn AMOLED hơi bị đẹp. Đó, màn hơi bị đẹp cho anh em luôn nha. Thích hợp anh em mua về để mà nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube đồ ngon lành gành đào. Đó. Thì cái con J5 màn AMOLED này TT để lại cho anh em giá là 700 nha.
Còn con này cũng rồi, con này cũng là số thứ tự là số số 4 luôn đi anh em ha. Số 4 luôn là Vivo i51 nè. Vivo i51 RAM 2, con này được cái là bản RAM 2 bộ nhớ 16 pin, pin là 230. Con này thì TT thanh lý cho anh em là giá 650 thôi nha. Để lại cho anh em giá 650. Đó. Màn rất là đẹp anh em thấy không? Màn hiển thị cực kỳ đẹp nha. 650 cho anh em xài. Đó, thích hợp nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube luôn còn ngon nha. Đây, ngoại hình thì nó như thế này. Nói chung là 650 như vậy là quá ok rồi anh em nha. Đó, cũng là số đối tượng là số 4 Vivo i51 đó anh em nha. Rồi, con số 5. Vivo i11. Đây, con này là zin hoàn toàn nè. Bản RAM 6 bộ nhớ 128 xài được 4G nha. Pin là 5000, pin hơi bị trâu luôn. Đó, vỏ thì nó chày nó cũ theo thời gian này anh em, được cái là vỏ zin nha. Đó, anh em không thích vỏ zin, mình hỗ trợ anh em thay vỏ lô nha. Vỏ lô cho anh em là mới ken xe ben luôn, nhưng mà vỏ lô anh em xài một thời gian là nó sẽ bay màu nha. Đó. Pin rất là trâu nha, được cái là bản RAM 6 bộ nhớ 128, lưu rất là nhiều những cái dữ liệu quan trọng luôn ha. Pin thì trâu cực kỳ. Được cái là RAM 6 bộ nhớ 128 là quá đỉnh rồi. Vân tay đầy đủ nha. Số 5. Giá là 2.3 cho mọi người xài. 2.3 thì tặng ốp lưng cường lực bộ sạc và miễn phí ship nha. Đó, 2 triệu cho lên thì TT sẽ miễn phí ship cho anh em nữa. Số 6 nè. Con này là RAM 3, bộ nhớ là 64 nha, Vivo i95 á. Bản RAM 3 bộ nhớ là 64, pin là 4030. Đó, màn hình to nha, màn hình 6,22 inch. Con này anh em lấy thì TT để lại cho anh em giá 1.6.000. Màn hình giọt nước, màn to cực kỳ đẹp luôn. Đó, anh em thấy không? Màn hình hiển thị hơi bị đẹp. Cam nè. Cam selfie hơi bị nét luôn anh em ha. Đây. Cam selfie quá chuẩn luôn, cam sao cũng ngon lành. Nói chung là full hết á. Đây. Rồi, chốt lại cho anh em nha, 1.6.000 Vivo i95. Bản RAM 3 bộ nhớ là 64, pin là 4030, xài được 4G, màn hình to nha. Rồi tiếp theo. iPhone 6S Plus. Đây. iPhone 6S Plus bản con này là bản 16GB ha. 6S Plus nha anh em. Bản 16GB và con này thì đã bị mất vân tay rồi nha. Bị mất vân tay rồi, giá là 1.850.000. Đây. Đó. Bị mất vân tay thôi anh em, còn lại pin như là pin mới thay anh em ơi. Con này pin mới thay cho anh em nha, pin 100%. Đó. Cam kiếp độ ok nha, cam kiếp độ nét máy full hết. Đó. Cam trước cam sau ngon lành cành đào, chỉ bị mất vân tay thôi. iPhone 6S Plus 16GB, giá là 1.850.000. Rồi tiếp theo là Samsung. Đây, Samsung J4 Core, con này nè. Đó, vỏ cũ nè anh em thấy không? Vỏ zin nha. Vỏ zin thì nó cũ theo thời gian thôi, anh em thích vỏ mới thay, mình thay cho anh em nha, hỗ trợ mình thay vỏ tí xíu. Đó, một nửa luôn cũng được, không nhiều anh em, cái vỏ có 50-60 ngàn cái à. Ha. RAM 1 bộ nhớ là 16, màn hình to nha, 6 inch, pin là 3300, con này để lại cho anh em 900k thôi. Màn hình hơi bị ngon nha, anh em mua mấy con này về xài hơi bị đỉnh luôn. Đó. Ok không? Con này thì nó bị màn nó bị phản quang tí xíu nè. Rồi, con này màn nó bị phản quang đúng không? Rồi con này thì TT màn zin thì nó như vậy thôi nha anh em. Có nghĩa là màn zin thì nó bị phản quang nha, màn lô thì ít khi nào nó bị phản quang lắm. Rồi con này màn nó bị phản quang tí xíu nên giảm giá. Để giá gốc cho anh em luôn 800k ha. Dán cho anh em cái kính cường lực và tặng cho một bộ sạc. Đây. Màn tuy là màn nó bị phản quang anh em, nhưng mà nó không sao hết nha. Màn zin thì anh em xài cả đời ha. Màn zin thì xài cả đời không sợ bị vấn đề gì, sợ là màn lô thôi. Đó, anh em thấy không? Bị phản quang tí xíu chỗ này nè, màu trắng trắng nè. Rồi chốt lại nha, 800k cho anh em. Đó, quá bèo nhèo luôn á, thanh này thanh lý giá rẻ cho anh em xài. Rồi. Samsung nha, con này là Samsung A11. Đó, RAM 3 bộ nhớ là 32, xài được 4G, pin là 4K, là pin là 4000 anh em. Màn hình to 6,4 inch nhá. Giá là 2.2 cho anh em. Đây. Giá là 2.2 cho anh em xài nha. Đó, thì anh em lưu ý nha, hôm nay là ngày 17. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 nha anh em. Đó, thì mình TT sẽ ra video là ngày 17 tháng 7 thì anh em lưu ý. Và anh em nói TT video ngày 17 tháng 7 con số 9 còn hay là hết ha. Anh em lưu ý cái vấn đề giúp ngài, coi ngài giúp TT nha. Đây. Đó, màn hình đục lỗ rất là đẹp nha. Con này zin từ A đến Z luôn anh em. Vỏ zin màn zin theo máy nha. Con này zin từ A đến Z luôn. Đó, vân tay còn đầy đủ, cam rất là nét ha. Cam hơi bị đỉnh luôn á, màn hiển thị cực kỳ đẹp không. Rồi, Samsung A11
RAM 3 bộ nhớ 32 4G pin 4000. Giá là 2 triệu 2 full nguyên cây cho anh em nha. Đó, những cái thật sự bán mấy con này bằng bán giá mấy cái màn thôi mọi người. Rồi G4 LED nè. G4 LED thì có hai cây. Đó, một con màu hường và một con màu màu vàng gold. RAM 2 bộ nhớ là 16, pin là 3003, con số 10 nha. Pin là 3003 và xài được 4G, màn to nha anh em. Cái này là bụi mình chưa có lao nè. Máy đẹp cực kỳ luôn, vỏ đẹp, màn đẹp nha. Đây. Hôm nay mình quên mở nguồn đây, lên này. Mình tưởng đâu mình quên mở nguồn. Ở đây, màn rất là đẹp. Anh em thấy không? Thích hợp Zalo, Facebook, YouTube đồ ngon lành cành đào ha, tốt được. RAM 2 bộ nhớ là 16, 4G, pin là 3003. Chốt lại cho anh em nhé, số 10. Đó, giá là 1 triệu rưỡi thôi. Tặng đầy đủ phụ kiện ha, ốp lưng cường lực, bộ một sạc. Oppo nè. Oppo A31 nè, số 11, số thứ tự là số 11. Oppo A31, con này là bản RAM 4, bộ nhớ là 128 nha, con màu trắng xanh nè. RAM 4 bộ nhớ 128. Màn hình là 6,5 inch, pin rất là ok anh em. Con pin con này là 4200 ha. Thì anh em lấy con này thì mình để lại cho anh em giá là 2 triệu 3 nha. Con này để lại cho anh em giá là 2 triệu 3 nha. Đây. Đó. 2 triệu 3 cho anh em xài. Ngon lành cành đào ha. Rồi, còn cái con này á là bản RAM 6 màu xanh đen này nè, bản RAM 6 bộ nhớ 128, pin là 4000. Thì con này mình sẽ để lại cho anh em giá là 2 triệu rưỡi nha. Đó. 2 triệu rưỡi để anh em xài. Nói chung là giảm giá để anh em xài luôn ha. Bản RAM 6 bộ nhớ 128 nha. Màn hình to, màn hình giọt nước, máy zin hoàn toàn hết nha. Đây. Đó. Máy hiển thị cực kỳ đẹp nha. Cam kết anh em khỏi phải bàn. Ok hết. Rồi chốt lại cho anh em nha. Con mà bản RAM 4 là mà giá là 2 triệu 3, còn con bản RAM 6 là giá là 2 triệu rưỡi cho mọi người ha. Rồi tiếp theo. Số 12 TT có 2 cây. Đây. Một cây là Oppo Neo 7 ha, Oppo Neo 9 chứ, sorry anh em, Oppo Neo 9. Con này là RAM 2 bộ nhớ 16, máy ok hết, full hoàn toàn. Máy zin, màn zin, vỏ zin theo máy hết nha. Con này TT để lại cho anh em giá là 800. RAM 2 bộ nhớ 16 nha anh em. Ngoại hình còn đẹp nha. Đó. Và con này cũng vậy, con này cũng để lại cho anh em giá là 800. Đây. iPhone, con này là iPhone 5S, để cho anh em 750 thôi nha. Con này để cho anh em 750 thôi. iPhone 5S bản 16GB, con này thì bị mất vân tay rồi. Anh em mua về, con này là về mình xem YouTube. Đó, xem YouTube, Zalo, Facebook, đồ ngon là cành đào, là máy phụ ngon nha. Bản 16GB mất vân tay rồi. Con này thì đi để lại cho anh em 750 thôi. Còn con Oppo này là giá là 800. Số 13 đi anh em ơi. Đây. Samsung J6 LED, con này là RAM 3 bộ nhớ là 32 4G ha. RAM 3 bộ nhớ 32 xài được 4G, màn hình là to 6 inch. Đó, pin là 3003. Con này là máy zin hoàn toàn ok nè. Giá 1 triệu 6 cho anh em xài. Màn rất là đẹp luôn anh em, màn hiển thị ok ha. Đó, bao test 7 ngày máy lỗi đổi máy khác nha anh em. Con này là ok hết đây. Máy ngon lành cành đào. Cam kiếp thì ok luôn á. Đấy con này. Đó, cam selfie nè. Đây, cam sao nè, nét nha. Rồi chốt lại cho anh em Samsung J6 giá 1 triệu 6. Rồi tiếp theo là một con iPhone nè. iPhone 6 LED, số thứ tự là số 14 nha. Số 14. iPhone 6 LED bản 64GB. Đó. Bản 64GB máy full hết nha. Con này là máy full hết, giá 1 triệu 4 cho anh em xài. Có anh 1 triệu 6 chứ. Đó, vỏ zin nha anh em, vỏ zin thì nó cũ cũ theo thời gian nha. Anh em nhìn nè, cũ cũ nó chày chày nha. Đó, máy sau mình bán vậy. Đây, con này thì máy full hết. Được cái là nhưng mà nó nứt cái trục kính chỗ này, anh em thấy không? Đó, nứt kính chỗ này nha, xài bình thường, lướt bình thường. Đây, mình test chỗ này cho anh em. Đó, iPhone 6S LED mà bản 64GB mà mình bán cái giá như thế này cho anh em xài thì anh em hiểu rồi ha. iPhone 6 LED thôi, bản 64GB lận nha, bị nứt kính. Máy ok nè. Thấy chưa? Không sao hết nha. Bản 64GB lưu rất là nhiều những cái dữ liệu luôn. Giá 1 triệu 6 cho anh em xài. Nứt kính chỗ này nha anh em, không sao hết nha. Vân tay vân chân đầy đủ nha, pin mới thay luôn. Ngon lành cành đào á.
iPhone 6s á. Rồi SLS, còn này là iPhone 6s nè. Mình có hai cây ha. Cây này á, cây màu bạc á là bản 16GB. Đó, pin là 82%, máy full hết, giá là 1,6 triệu. Anh em nhớ nha, con này là pin 82%. Còn con này á là ngoại hình còn đẹp ha, vỏ đẹp, màn đẹp hết. Giá cũng là 1,6 triệu, nhưng mà con này thì bị mất vân tay thôi nha. Con này đẹp hết nha, vỏ đẹp, màn đẹp hết. Đó, con màu vàng thì bị mất vân tay nhưng mà ngoại hình còn đẹp. Còn con này thì ngoại hình hơi xấu hơn tí xíu nên đồng giá cho anh em nha. iPhone 6S Plus, iPhone 6S chứ. Nhầm tí xíu nha anh em. iPhone 6S bản 16GB. Rồi con 16 nè. Cũng là một con iPhone 6S nữa. À, con này là máy đẹp nè. Đây, máy đẹp cho anh em nha. Con này là màu hồng nha anh em, giá là 1,8 triệu cho anh em. Đây. Đó, máy ok, ngon lành cành đào nha. Đẹp chưa? Màn hiển thị ok nha, pin bọt luôn. Pin mới thay cho anh em luôn ha. Pin mới thay, máy full hết. Bao anh em reset dòng 1, dòng 2, dòng 3. 6S bản 64GB full hết, giá 1,8 triệu. Rồi, tiếp theo là một con Xiaomi nè. Đây là Xiaomi 9T ha. Xiaomi 9T hay còn gọi là Redmi K20 anh em, Redmi K20. Con này là bản RAM 6, bộ nhớ là 128. Màn hình to 6,39 inch, pin là 4000, chip nắp hơi bị cao nha, 730. Anh em mua mấy con này về treo game là hơi bị đã. Đây. Màn hình vân tay trên màn hình nha anh em. Con này vân tay trên màn hình luôn ha. Đó. Đây. Đó, cái này vân tay không phải của TT anh em ơi. Ha, nên anh em TT mở không được. Đó. Thì anh em ấy là mình sẽ xóa hết cái hết mật khẩu, anh em về cứ cài đặt vân tay của anh em thôi nha. Máy đẹp chưa? Chip nắp cao, giá 3,1 triệu cho anh em xài thôi nha. Cam nè, cam thục thò cho anh em nè. Đây, cam sâu nè ha, cam sâu phi tự thục lên nè. Đó, ok ha, cam rất là nét luôn nha mọi người. Đây, thục xuống nè. Đó, anh em thấy không? Đèn led đàng hoàng, ngon lành cành đào. Rồi, 3,1 triệu cho anh em thôi. Xiaomi Mi 9T, chip nắp cao nha, chơi game hơi bị đã, 730 lần. Rồi, Oppo Reno 5. Oppo Reno 5, con này là bản RAM 8 cộng 3, bản mở rộng nha. Bộ nhớ là 128, xài được 4G, pin là 4300. Màn hình là 6,43 inch. Con này TD để lại cho anh em là 4,3 triệu nha. Con này bảo hành cho anh em 2 tháng. Đó, bao test 7 ngày, bảo hành cho anh em 2 tháng. Máy ok hết, màn hình tục lỗ, hiển thị đẹp. Mấy con Reno thì chụp hình hơi bị đỉnh anh em. Oppo thường chụp hình rất là nét luôn. Thấy chưa? Hơi bị ảo anh em ha. Nói chung là cam mấy con này là chụp hình hơi bị ảo luôn á, hơi bị nét. Rồi chốt lại nha, con này là để lại cho anh em là 4,3 triệu. Máy này chị em phụ nữ xài là hơi bị đẹp. Đây ha, máy đẹp nha. iPhone 8 Plus thì TT có hai cây, đây số 19 và số 20. Đó, giá là 5 triệu. Con này là giá là 5 triệu, con này là 5,4 triệu. Con này là máy còn máy nguyên zin luôn nha. Đó, chỉ là thay con này như là thay pin mới thôi. Rồi, con này thì để lại cho anh em giá là 5 triệu. Con này cũng ok hết nè. Máy zin, màn zin, vỏ zin theo máy hết. Con này là mình thu lại từ người dùng. Con này chắc hết pin mình quên cắm sạc hay gì rồi. Con màu đỏ mình quên cắm sạc rồi anh em ơi. À, mình tắt nguồn hay sao? Đó. Con màu vàng gold, màu sữa này là máy nguyên zin hoàn toàn nha, 5,4 triệu. Còn con này cũng vậy, máy còn ok, màn đẹp nha, màn đẹp, vỏ cũng rất là đẹp, giá 5 triệu thôi. Con này tại vì mình thu lại từ người dùng nên mình để cái giá thấp nha. Con này để cho anh em giá 5,4 triệu. Đó, đây. Qua. Wow. Cái quay phim của mình nó đây nó lên này nè anh em. Ngon lành cành đào không? Màn hiển thị cực kỳ đẹp nha, pin mới thay cho anh em 100%. Con này là 5 triệu nha, số 19 là 5 triệu, số 20 là 5,4 triệu cho anh em. Đó, máy nguyên zin nè, đẹp chưa? Ha. Hơi bị ngon luôn. Rồi tiếp tục. Số 21 TT cũng có hai cây. Đây, iPhone 7 Plus nha, iPhone 7 Plus bản. Con này là bản 128GB ha, pin là 95%. Con này thì để lại cho anh em giá là 3,1 triệu thôi. Được cái là bản RAM cao, bộ nhớ là 128GB lận. Máy lock, nhưng mà con này máy lock nhưng mà đã fix rồi nên anh em cứ xài bình thường. Bao anh em reset luôn nha. Con này bao anh em reset, không dính tài khoản, không dính mật khẩu nha. Đây, con màu này nè. Được cái là bản 128GB luôn, pin 95%, 3,1 triệu thôi. Còn con này,
Con này thì TT để lại cho anh em giá là 3 triệu à. Rồi con này để lại cho anh em giá là 3 triệu 3 luôn ha. 3 triệu 3 cho anh em xài. Đó. Máy full hết nha, vỏ zin màng zin theo máy, vỏ zin cứng khừ luôn, còn email của máy luôn nè. Ừ. Đây. Máy full hết. Máy ok nha, để lại cho anh em là 3 triệu 3 thôi. Con này vỏ nó hơi xấu nên để cái giá mềm cho anh em. Tiếp theo số 22 nè. Huawei 3E. Đây, con này là Huawei Nova 3E. Con này là bản RAM 4, bộ nhớ là 64, pin pin là 4000, màn hình cũng to anh em, gần bằng 6 inch đó, 5,8 ha. Pin là 3000. Đây, được cái là bản RAM RAM 4 bộ nhớ 64 quá ok luôn ha. Máy full hết nha. Màn hình hiển thị rất là đẹp. RAM 4 bộ nhớ 64, triệu 3 thôi. Rồi. À, tiếp theo là số 24, 24 mình có hai cây. Đây. VMAX Joy 3 nha. VMAX Joy 3 con này là bản RAM 4, bộ nhớ là 64 luôn, pin là 5000, pin hơi bị khủng anh em. Pin con này hơi bị trâu luôn, hơi bị khủng luôn ha. Chip nắp là 632, con này thanh lý cho anh em giá là 1 triệu rưỡi thôi. 1 triệu rưỡi anh em xài nha, máy còn đẹp nè. Đó. Máy còn đẹp nhưng có cái đó là lúc đây nó hơi cứng tí xíu, cái nút mà bật nút nguồn lên á nè, anh em bấm từ đây bấm cái nó lên nè, đó anh em thấy không? Ừ, nhưng mà nó hơi mạnh tí xíu thì nó mới lên. Rồi, còn lại vậy thôi. Màn to nha, màn hình rất là to luôn, 6,5 inch. Đó, tặng anh em đầy đủ phụ kiện nha, ốp lưng, bộ sạc, dán kính cường lực. Đó, VMAX Joy 3. Chiều rưỡi thôi. Máy còn đẹp nè, vân tay còn đầy đủ nha, máy zin hoàn toàn á. Số 24, 24 thì mình có một con Redmi. Đây. Xiaomi Redmi 7 bản RAM 3 bộ nhớ là 32, 4G nha anh em, con này xài được 4G luôn. Chip nắp là 632, pin là 4000. Con này thì TT đi để lại cho anh em giá là 1 triệu 450 ngàn nha. 1 triệu 450 ngàn, vỏ zin nè, anh em thấy nè, vỏ bị chày nha. Bị chày nó bị hơi bị nứt tia tí xíu nè. Đó. Nên thanh lý rẻ cho anh em luôn, chip nắp cao 632, 1450 à, quá rẻ. Màn hình hiển thị hơi đẹp. Đó, màn hình giọt nước luôn. Ha, máy full hết nha. 1450 cho anh em xài. Số 26. Đây, số 26 nha. 26 thì mình có một cái Oppo F5. Màn hình to 6 inch, RAM 4 nha. Con này này được cái là bản RAM 4, bộ nhớ là 64 lần. Đây, vỏ còn cực kỳ đẹp luôn ha. Ừ. RAM 4 bộ nhớ 64, cam là 10, 19 chấm và 20 chấm. Pin pin cũng rất là ok anh em, pin con này là 3200, màn hình tràn viền đẹp nha. Đó, hiển thị rất là đẹp luôn. Cam chụp nét á. Đây, anh em chờ mình xíu nè, mình chỉnh là cái cam. Ừ, cam đây. Cam selfie ổn nha. Được cái là bản RAM 4, bộ nhớ là 64 lần anh em. Giá có 1 triệu 550 ngàn. Vân tay còn đầy đủ luôn nha. Đây, ngoại hình đẹp. Ừ. Rồi, số 27. Redmi 9. Con này là Xiaomi Redmi 9 RAM 3 bộ nhớ 32, pin là 5020, 4G, màn hình to 6,53 inch. Con này TT để lại cho anh em là 1 triệu 950 ngàn. Ha. Máy ok, máy zin nguyên cây nha. Con này mình thu lại từ người dùng. Máy zin nguyên cây luôn. 1 triệu 950 ngàn cho anh em. Đó, anh em nhìn là biết rồi. Ha. Con này là cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh luôn nha. Hỗ trợ sạc nhanh cho anh em luôn. Quá bèo ha. Rồi. Số 27 là Redmi, rồi con số 29 nè. Đây. Số 29 là TT có hai cây. Đây, con này là số 2 27 hả? 28 đâu ta? Rồi, 28 mình quên ghi 28 hay sao rồi. Coi như là con này 28 đi, là con này 29 đi anh em. Đó, là đồng giá nha. Hai con này đồng giá với nhau. Con này là VMAX Joy 4 nè. Con này là VMAX Joy 4 bản RAM 4, bộ nhớ là 64, pin là 5000. Chip nắp là 660 ha, pin hơi bị trâu luôn. Đó, thì con này tại sao mình để cho anh em giá 1 triệu 7. Đây, cái màn hình anh em xin, cái màn hình nó hơi vênh vênh anh em. Đây, anh em nhìn nhìn nè. Đó, ha. Nhưng mà bao anh em xài bảo hành cho anh em 2 tháng cái màn hình này luôn, nếu mà bị vấn đề gì mình sẽ anh em cứ trả lại cho anh em mình ha. Màn hình nó bị vênh, cái con điện thoại nó bị vênh vênh anh em, nên thanh lý rẻ cho anh em luôn. Đó. Game hơi bị đỉnh nha, con này game hơi bị đỉnh luôn, màn bao mượt ha, màn bao mượt cho anh em, chơi mà có vấn đề gì trả lại cho TT, giá có 1,7 triệu à, quá bèo nghèo ha. Đó, ngoại hình còn đẹp luôn, chỉ có cái giống như người ta khi mà người ta ngồi, người ta lái xe hơi hay gì anh, thì nó cắn, nó cong lại á, nó cong lại tí xíu. Đây,
À, nên để thanh lý giá rẻ đó. Không có con VMAX Joy 4 đâu mà cái giá có 1 triệu 7 đâu anh em. Số 29 nè, con này cũng là 1 triệu 7 nè, Samsung J8. Samsung J8 con này là RAM 3, bộ nhớ là 32, 4G, pin là 3.500, giá 1 triệu 7 luôn cho anh em nha. Giá 1 triệu 7 cho anh em xài. Màn đẹp nha, màn rất là đẹp luôn anh em, máy full hết, hiển thị ok, giá 1 triệu 7 nha. Rồi số 30. Đây số 30 thì có một con iPhone. Đây là iPhone 11 nè anh em. Máy nguyên zin nguyên cây nha. Máy zin nguyên cây luôn. Đó. iPhone 11, con này mình quên tắt nguồn hay sao rồi. Mình quên mở nguồn cho anh em xem rồi. Con này là máy zin nguyên cây luôn ha. Đó. Màn hình cực kỳ đẹp nha. Con này bảo hành cho anh em 3 tháng luôn, giá là 9 triệu rưỡi cho anh em. Đó, tặng đầy đủ phụ kiện ốp lưng cực lực bộ sạc miễn phí ship cho anh em luôn. Rồi, 9 triệu tư thôi, bớt cho anh em 100 luôn. À, máy full hết nha. Pin con này là pin hình như là 8X nha anh em. 80 87% hay gì đó, pin zin của nó luôn nha. Đây. Nó lên này để tì test cho anh em xem luôn. Máy full hết, Face ID còn đầy đủ nha. Để mình kiểm tra cái pin nó còn bao nhiêu phần trăm cho anh em thôi. Pin còn 87%, pin zin theo máy nha, nguyên áp. À, giá là 9 triệu tư. À, thay pin thì không còn áp nữa nha anh em, sorry anh em nhiều luôn. Chỉ là màn zin vỏ zin theo máy thôi ha. Đó, máy zin hoàn toàn thay. iPhone tiếp tục là con 31 này. iPhone X bản 64 GB nha, con này là máy full hết hoàn toàn. Đó, màn đẹp vỏ đẹp theo máy nha, màn rất là ok, màn hiển thị ngon lành cành đào rồi. Màn zin vỏ zin iPhone X bản 64 GB nha. Con này thì anh em lấy thì thanh lo thanh toán cho anh em là thanh lý cho anh em là 5 triệu 8. 5 triệu 8 cho anh em xài nha, quá bèo nhèo luôn, tặng đầy đủ phụ kiện. Rồi, tiếp theo là một con nữa nè, số 32. Đây số 32. Samsung Tab A. Samsung Tab A con này là Tab A hay còn gọi là T285 nha anh em. RAM 1.5, bộ nhớ là 8, giá là con này mình để lại cho nên là 1.050.000 thôi. Con này là xài được wifi, xài được sim luôn ha. Con này xài được wifi, xài được sim luôn. Xem YouTube rất là ngon anh em. Con này iOS Android nó cao nha. Đây. Anh em chờ mình tí xíu mình bật cái YouTube lên cho anh em. Đó. Cực kỳ mạnh nha. Đây. Thấy chưa? Nói chung mấy con này nghe nhạc hơi bị sướng. Máy ok hết. Cái này là cái đồ đồ lồng sim mình để sẵn cho anh em nè. Khi anh em có sim anh em gắn vô ha. Rồi, con này máy full hết. Samsung Tab A T285 ha, gọi là cái mã số nó là T285 á. Tặng anh em thêm cái hệ nhớ 8 GB nữa. 1.050.000 nha. Con này là 1.050.000 cho anh em. Quá ngon ha, số 32. Màn hình của nó là 7 inch đó anh em. Rồi tiếp theo là một con máy tính, đây là iPad số 33. Đây là iPad E1. Xài được sim nha, con này được xài được sim luôn, bản 32 GB, pin là 8.600, màn hình là 9.7 inch. Đây, con này là được cái là bản 32 GB và xài được sim luôn. Anh em có thể dùng được sim, ngon lành cành đào nha. Đó. Ok hết, con này TT sẽ thanh lý cho anh em. Con này thì nó bị lỗi tí xíu anh em, để mình để sao cho anh em. Đó anh em thấy không? Cái chỗ này nó hơi đen đen tí xíu đây thôi. Màn zin thì nó vậy thôi anh em ha. Màn zin thì vậy thôi, để lại cho anh em xài. Được cái là 32 GB luôn. Đó, rồi con này mình sẽ để lại cho anh em giá là 2 triệu rưỡi chẵn luôn nha. 2 triệu rưỡi chẵn, tặng cho anh em, dán cho anh em kính cường lực và tặng cho anh em một củ sạc. Quá ok đúng không? Xài được sim nha, iPad E1 á, bản 32 GB, quá ngon ha. Nói chung là để cái giá rất là thấp để anh em xài rồi. Rồi con cuối cùng này anh em ơi, số 34, số 34 nha. Samsung Tab A hay còn gọi là T585 hay còn gọi là T585 nha anh em. Con này là RAM 2, bộ nhớ là 16, bộ nhớ 16, anh em lấy mình tặng cho anh em thêm cái thẻ nhớ 16 GB nữa nha. Đó, pin rất là trâu, pin con này là 7.600. Android 8 nha. Con này là Android 8 và có thể nâng cấp được lên tới 10 chấm, 11 chấm luôn. Đó. Con này là 10.1 inch ha. Giá để lại cho anh em là 1 triệu 9. Con này hiện tại là Android của nó là 8 chấm rồi. Anh em thích thì cứ nâng cấp lên. Máy đẹp, màn hình to nè. Đó, con này anh em mua về cho các bé học online là hơi bị đã. Đây, YouTube hơi bị ngon luôn anh em.
ha, anh em chờ tí xíu. Đó, thấy chưa, con này là màn zin, bỏ zin theo máy nha. Ừ, màn to chưa, anh em nhìn hơi bị sướng luôn mắt luôn. Đó, mấy con này là hát karaoke là hơi bị đỉnh. Đó, thấy chưa, hai con này là mấy con này hát karaoke hơi bị ngon cho anh em xài luôn. Rồi con này TT để lại cho anh em giá là 1.900.000, 1.900.000 chẳng cho anh em nha, 1.900.000 chẳng cho anh em, máy zin hết từ A đến Z. Rồi thì video của TT đến đây là hết rồi, thì mong rằng anh em xem được con nào thì anh em cứ liên hệ với mình qua cái số điện thoại phía dưới nha, 0963 595 262, và đây cũng là số Zalo của mình luôn. Đó, rồi hẹn gặp lại anh em ở một clip sau, bye bye. À, mà anh em ơi, nhớ cho TT một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ luôn nha. Rồi hẹn gặp lại anh em.